Rồi hả? Đúng vậy, bác nói rồi. Mày làm cha quá mà. Chết mày rồi. Cảnh sát đánh người kìa. Thằng khốn nạn, tao tìm mày lâu rồi. Chuyện gì? Đại ca, cảnh sát. Thầm mày, bác bỏ. Chụp nè. Đó kìa, đuổi theo. Hay quá, mày có nghề. Nè, nè anh bạn, hai đường đường, hai đường lẩu nha, đứng yên nha, đừng làm mẫu nha, đứng yên cho tôi, đừng có buộc ra, đứng yên mà, nói tóm lại đừng có dính tay, đứng yên đi, đứng yên được rồi hả? Tôi đã bắn trúng anh rồi. Hả? Không sao chứ? Hả? Nè, lo cho thằng Mập trước đi. Wow, khổng lồ vậy lo sao nổi đây chứ. Bên này không được hên. Đứng đi. Nè, nè, đừng nói súng nha. Bắn cho tôi cũng dễ thôi. Tôi có rất nhiều tiền đô. Đô Mỹ? Ủa đâu? Tôi đã giao rất nhiều chỗ. Anh chị hỏi thôi cũng tốn rất là nhiều thời gian đúng không? Đừng nói nhiều, trói nó lại trước, từ từ ta tấn sau. Xong rồi. Mày không được la. Ngoan ngoãn chờ tụi tao về nha. Nè, thấy nó không? Mày đánh sao hả? Mày điên rồi. Ray!
kia tao đánh mày. Hôm nay tao đánh mày và con nhỏ của mày. Ra đi, ra đi. Tôi cứu cô đó, tôi yêu cô thiệt mà. Có ngon thì ra đây. Thả tôi ra. Đừng có la. Con nhỏ của mày ở trong tay tao, hãy mau bước ra, nếu không tao sẽ bắn quay cho nó. Tôi không phải là con nhỏ của ảnh đâu. Đừng có bước ra nha. Cứu tôi rồi. Có ngọn tình đúc ở trận tôi sang đi. Tao sẽ cho người bày hội đồng đó. Lên trở đi. Đạn ra tôi coi đi. Hà Chí Tô, anh sao chứ? Không sao. Cô Trân ở dưới bị người ta đánh nặng lắm. Xuống dưới coi cổ đi. À, mày đi. Nó không nặng hơn tôi chứ. Nè, cô sao hả? Sao chứ hả? Đứng im. Có chừng đó là phe của mình mà. Hả, đúng vậy, phe của nhà. Ông chủ, ông chủ. Anh Dân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Hùng Dân Tinh đã dẫn cả đám người tới giết tụi em. Cũng may nhờ là có anh Tỷ đây. Nỗ lực. Mời. Lực nhất của ông Hà ở Ma Cầu. Ảnh là cao thủ nhiệm bài xuất sắc nhất. Có bất cứ dấu hiệu gì trên lá bài đều không thể qua khỏi cặp mắt của ảnh. Bây giờ canh bạc sắp bắt đầu rồi. Các vị có thắc mắc gì không? Ông Hùng à, tôi nghĩ là canh bạc lần này bất luận là ai ăn thua, kể từ nay đừng có xâm phạm nhau nữa. Có đồng ý không? Tiền cá nhau giữa anh và tôi, ai hơn ai ở Đài Loan,
tôi nghĩ là sẽ không thấp hơn tỷ số giao dịch của chứng khoán chúng tôi. Chúng tôi thắng là cái chắc. Bắt đầu đi. Số tôi hôm nay may mắn nhiều. Số tôi thiệt là may mắn quá. Coi đây. Xui thiệt. Chơi bà có lúc chỉ chơi một ván thôi. Nè, anh chàng trẻ, giá nào cũng chưa thấy anh theo. Có phải là làm ai làm mối không? Thì ghét. Giờ tẩy. Hey, tới phiên tôi tố rồi. Sơ sơ thôi, 50 ngàn. Theo hết hả? Chia bài đi. Bốn tố 200 ngàn. Lại 100 ngàn à? Nè, đừng hối tôi có được không hả? Tất cả đã theo rồi chứ gì. Tố.
Tôi tố hả? Đôi hai. Hai trăm ngàn. Ông Lực là tới phiên ông kìa. Tôi thêm một triệu. Tôi thêm một triệu nữa. Bạc hả? Nè, đừng hối tôi nữa nha. Cả tiền bạc đô Mỹ để người ta suy nghĩ chút chứ. Hey, theo đi mà. Quan trọng nhất là phải vui, chắc cho cào. Hiếm có lắm đâu hả? Người ta chờ phải chỉ có đòi hai thôi. Tôi cũng theo như thường. Chơi cho vui đi hả? Ha, vui thì chơi ha. Tôi theo. Đương nhiên là phải theo rồi. Chủ yếu nhất là vui mà. Vui mà. Không có cảnh. Không có cảnh. Không có cảnh. Không có cảnh. Lôi đầu. Lôi đầu. Không có đầu. Mai là không phải là hài. Nếu là hà em bỏ chạy hết rồi. Phải chơi một gián. Tôi chờ ở đây mà chính là gián này nữa nè ha. Ông chỉ có 7-8 triệu mà thôi. Hơi là 7. 2 triệu tốt thêm 5 triệu nữa. Theo đi. Nhóc con à, anh đừng có thấu cái trước mặt của tôi nghe. Tôi có 20 mấy năm kinh nghiệm ở trong sòng bạc. Tôi bảo đảm bài của anh không phải là sảnh đâu. Bảy triệu thì cứ 7 triệu đi. Không có lý nào ba người để thấu cái mà. Một trong bất cứ ai mình cũng chết cha luôn. Tôi chỉ có một đôi hai thôi. Dĩ nhiên là không theo rồi. Số đầu tôi nhận được nhất là lần này đó. Trưởng Tâm Hùng, hôm nay bất cứ giá nào tôi phải coi lá tẩy của ông. Tôi theo 5 triệu. Tôi đoán bài của ông không những không có sảnh thùng mà cả một đôi cũng không có. Một lá ách này đủ coi tẩy ông chứ? Anh thật xứng là chi tôn. Tôi quê thiệt, không phải là sảnh thùng, thậm chí một đôi cũng không có. Nhưng mà lá tẩy của tôi hơn anh một chút. Nhóc con, lại nổi cơn điên gì đây? Tôi thật không phải sảnh đâu. Nè, một đôi tám tôi. Mắc chết à. Anh hùng xuất thiếu niên. Nè, Lôi Lực, anh và tôi là vua cờ bạc đó. Nhiều năm rồi mình đã không có quen quần chúng, không hiểu được tâm lý tuổi trẻ. Không ngờ tuổi trẻ lại có mạo hiểm. Trong tay chỉ có một đôi tám.
nhưng cũng đâm đầu cho tới cùng. Trời ơi, thiệt là giỏi quá đi. Chúng ta nên theo lối tuổi trẻ mà học tập nha. Tôi cũng tuổi trẻ vậy. Tôi có hai đôi mà. Tôi ăn mới phải chứ. Tôi ăn mới là đúng. Tiền này là của tôi mà. Tôi ăn mới đúng chứ. Tất cả đứng yên. Anh em hốt bạc đi. Dạ. Tất cả đứng yên. Hôm nay lưỡng hổ tương trăng, thằng Châu Điên này đắc lợi. Tất cả đều bị thua. Chỉ có mình tôi ăn. Anh chạy không thoát đâu. Đứng yên. Chú. Đủ cái gì? Dương Tiến. Dương Tiến là để ông gọi thôi. Từ ngày anh ngồi lên chiếc ghế đầu rồng, tôi thấy mặt anh là chướng mắt rồi. Hôm nay anh và tụi nó chết chắc thôi. Hèn chi tối hôm qua anh đã giết con nuôi của anh. Vô độc bất trùng phù. Không phải anh chết là tôi chết. Anh chịu chết đi, Châu Điên. Dạ. Ra tay đi. Mày làm gì vậy? Chĩa súng vào ông. Anh Lực, tuồng kịch này hấp dẫn không? Đứng dậy đi. Anh Châu Điên. Diễn hay quá. Lát nữa nhận tiền rồi cho dán bóng bàn với tôi nha. Đương nhiên rồi, lần trước khi không thua anh. Đây là nghĩa lý gì đây? Dương Tiến đã có âm mưu từ lâu, muốn giết tôi để mà giá quả cho anh. Và chờ cho đến khi đảng Tây Đen trả thù thì ông sẽ thừa cơ giết anh. Nào ngờ khi tìm sát thủ ở Hồng Kông thì lại tìm nhầm bạn của tôi. Chúng tôi đánh bóng bàn trên phố tàu từ nhỏ tới lớn. Cũng vừa lúc hai anh chàng này tới đây mạo danh tôi, cho nên tôi tương kế tựu kế để dụ ông lộ ra chân tướng của ông. Nó cho anh bao nhiêu tiền mà anh bán rẻ tôi? Ông cho 2 triệu, anh cho 1,5 triệu. Tôi cho anh nhiều hơn nó mà. Tại sao anh lại giúp nó? Khác xa đó mà. Ông cho tôi 2 triệu biểu tôi giết người là tội ác đó mà. Còn ảnh thì khác. Anh cho tôi 1,5 triệu để nhậu nhạc tắm hơi thôi. Chỉ đóng một tuần kịch thôi đó mà. Nếu là ông chọn bên nào hả? Thiệt là ngu. Dương Tiến, anh thật quá ngây thơ. Cái anh Châu Điên này, cho dù không phải là người của anh Lôi Lực thì anh không thể giết nổi tôi đâu. Tôi đã an bài 3 tên sát thủ ở bên ngoài để phòng ngừa những chuyện bất trắc xảy ra. Họ là những người khát máu. Anh dám nhúc nhích, họ sẽ bắn anh ngay không cần phải suy nghĩ. Thật không hổ danh lão giang hồ hả? Lôi nhân chứng ra ngoài đi. Tối nay sẽ xét xử. Đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi về tình phản đồ này nha. Tiếc rằng từ nay về buôn bán trong sòng ở bên Mỹ, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu ha.